could be us. So back to what I was saying. Could be us. Rồi tinh trầm Vụn Hương Phai bị cấm chiếu vì đạo văn, vận xui của Dương Tử đã đến. Trầm Vụn Hương Phai mất suất chiếu mạng vì bị tố đạo văn. Trầm Vụn Hương Phai hiện đang là một trong những bộ phim nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả. Mặc dù chưa lên sóng, dự án đã vướng phải không ít những ý kiến trái chiều. Mới đây, cộng đồng mạng đã tố cáo nguyên tắc Trầm Vụn Hương Phai đạo văn. Cụ thể, một blogger đã đăng bài tố cáo tiểu thuyết Trầm Vụn Hương Phai là đạo văn. Sự việc sau đó khiến cộng đồng mạng xôn xao. Có nhiều khán giả cho rằng đây là một trong những nước đi của đoàn làm phim nhằm tạo nhiệt cho phim trước khi lên sóng. Ngay sau đó, một nguồn tin khác đã tiết lộ tình hình hiện tại của Trầm Vụn Hương Phai. Có nguồn tin cho rằng công ty Hoàng Thủy đang vô cùng khẩn trương liên hệ với nhà đài để cho phim lên sóng. Nhưng tình hình không mấy khả quan do số lượng các phim thuộc thể loại cổ trang được chiếu trên đài thực sự rất ít. Tuy nhiên, lý do quan trọng nhất khiến Trầm Vụn Hương Phai mất suất chiếu đài là vì nguyên tác của phim bị tố đạo văn, các nhà đài cũng tỏ ra ái ngại. Chính vì vậy, bộ phim được dự đoán sẽ bị hoãn chiếu cho đến khi có quyết định chiếu đài hay chỉ được chiếu mạng. Trầm Vụn Hương Phai đã được đóng máy từ lâu, sau đó cũng được Yêu Cô tích cực quảng bá thế nhưng đến hiện tại vẫn chưa công bố lịch chiếu chính thức. Điều này khiến nhiều khán giả lo lắng bởi thời gian lên sóng càng lâu thì nhiệt độ của phim sẽ càng giảm. Cộng đồng mạng còn trêu đùa rằng vận xui của Dương Tử đã tới. Được biết trước đó, Hương Mật Tự Khói Sương, một trong những bộ phim làm nên tên tuổi Dương Tử, cũng đã bị tố là đạo phẩm. Sau 4 năm, cộng đồng mạng tỏ ra bất ngờ khi bộ phim bất ngờ bị đào lại. Trầm Vụn Hương Phai hiện vẫn chưa có lịch chiếu cụ thể,